Thưa quý vị, anh Đặng Tấn Ba, một nhân viên khiếm thị thuộc Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Giáo dục Hòa nhập Đà Nẵng, đã tổ chức lớp dạy đàn miễn phí cho nhiều em học sinh khiếm thị tại trung tâm. Trong suốt 3 năm qua, lớp học đặc biệt này của anh Ba đã giúp các em hiện thực hóa niềm đam mê âm nhạc và tiến gần hơn với ước mơ về một tương lai tươi sáng. Bất cứ khi nào có thời gian rảnh, anh Đặng Tấn Ba đều tranh thủ dạy đàn cho các em. Hiện lớp đang có 10 em theo học, trong số đó có 5 em có hoàn cảnh rất khó khăn. Theo đó, gọi các cây đàn được các nhà hảo tâm trao tặng. Anh Ba đã trích một phần tiền lương của mình để mua đàn cho các em thay phiên mượn học. Ngoài những giờ học thì ở trên trường thì thầy Ba dạy đàn cho con và tất cả các bạn thì con cảm thấy rất là vui. Mơ ước của con thì sau này sẽ trở thành ca sĩ để đem tiếng đàn và tiếng hát đến cho tất cả mọi người. Không may bị khiếm thị từ nhỏ và từng là học sinh của Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Giáo dục Hòa nhập Đà Nẵng, nên anh Ba rất thấu hiểu sự khó khăn của các em học sinh cùng cảnh ngộ. Vì vậy, khi ra trường và may mắn được trung tâm tạo điều kiện cho ở lại làm việc, anh Ba luôn nỗ lực hết mình để làm tốt mọi nhiệm vụ được giao và luôn tận tình giúp các em khó khăn học hành. Vì những công sức mà thầy cô đã trước đây đã dạy cho mình thì giờ mình cũng không biết cái lá gì thì mình cũng đáp lại thì mình cố gắng mình làm một cái gì đó hết sức của mình để đem lại cái niềm vui tốt nhất cho các em, cũng như là cũng mong muốn là sau này các em có thêm một cái nghề tay trái. Trung tâm thấy được những cái ấm góp của đồng chí Ba như vậy thì sẽ có những cái khen thưởng kịp thời động viên cho đồng chí Ba trong công tác mà hỗ trợ giúp đỡ các em học sinh. Thì trong những cái cuối năm khen thưởng thì là một trong những tấm gương mình khen thưởng để làm sao cho có cán bộ giáo viên nhân viên hoặc là những em học sinh sẽ noi theo tấm gương như vậy để làm cho một cái lan tỏa hơn. Nhờ sự tận tâm tận tình của anh Ba và các thầy cô giáo tại trung tâm nên từ những học sinh luôn rụt rè, nhút nhát, thông qua âm nhạc cùng nhiều hoạt động khác, các em đã từng bước cởi mở hơn, tích cực luyện tập. Nhiều em đã tự đệm đàn, thể hiện giọng hát của mình. Qua đó không chỉ giúp các em tự tin với kỹ năng của bản thân, hòa nhập cộng đồng, mà đặc biệt còn trao cho các em nhiều cơ hội nghề nghiệp.